Thưa quý vị, thời tiết thất thường trong thời gian qua khiến dịch bệnh sâu hại trên cây trồng có chiều hướng gia tăng. Vì vậy, bà con nông dân tại các vùng rau màu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang tập trung chăm sóc, trừ sâu hại đảm bảo cho cây trồng sinh trưởng thuận lợi. Đúng lịch thời vụ thì đây là khoảng thời gian sinh trưởng tốt nhất của cây trồng, vì khí hậu đầu vụ xuân thường có độ ẩm ổn định, thổ nhưỡng tốt. Tuy nhiên, do biến đổi khí hậu nên năm nay không chỉ riêng Đà Nẵng mà cả nước đón nhận đợt không khí lạnh rất đậm sau kỳ nghỉ Tết, tạo điều kiện cho sâu bệnh dịch hại trên cây trồng phát triển mạnh. Các địa phương cùng hợp tác xã đã chủ động thu mua vật tư nông nghiệp, triển khai một số biện pháp để giảm thiệt hại. Đến nay cơ bản đã ổn định, năng suất cây trồng vẫn duy trì trên 90%. Tuy rằng là bây giờ đó là sâu bệnh nó đang phát sinh, nhất là những mổ nhãi đó trồng cây lai rau cải cũng như cải ngọt, cải cao, các loại cải thì bây giờ nó ảnh hưởng về con mổ nhãi này, nên bà con cũng có phần nào bây giờ cũng tránh được nó thì nó ổn định hơn, nhưng mà tránh bằng cách là thu hoạch rau ngắn ngày thôi. Thay vì cái rau có thể là 30 ngày thu hoạch, nhưng bây giờ khoảng 25 ngày hoạch rồi. Cái để đến 30 ngày thì có thể là nó ăn nhiều hơn. Tranh thủ thời tiết những ngày gần đây thuận lợi hơn, người dân tiếp tục xen canh thêm một số loại rau màu trung ngắn ngày để bù lại số lượng bị thiệt hại, đồng thời tăng thêm sản lượng và thu nhập. Sở dĩ các hợp tác xã tập trung vào vụ này bởi đây là khoảng thời gian mà lượng tiêu thụ tăng khá cao, đặc biệt là sau khi phần lớn thành phố đã nới lỏng 100% hoạt động. Vì vậy, các địa phương cũng có nhiều chính sách hỗ trợ và khuyến khích người dân tăng gia sản xuất thời gian này. Từ khi mà dịch bệnh đến nay, thì hợp tác xã vẫn tiếp tục cung cấp trên đây là thường xuyên, là không gián đoạn. Nhưng mà cốt mặt hòn thì hiện nay là cũng có phần là thiếu hụt. Như thế mà cũng cố gắng thì tập trung sức trong thời gian đấy sẽ đảm bảo được cái số lượng các đơn vị được hòn. Thì chúng ta cũng phải tăng cường trao đổi bà con để mà làm sao mà phát triển được kinh tế để đáp ứng cái nhu cầu cũng như có cái thu nhập. Theo dự báo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố, khoảng 2 tuần tới tỷ lệ sâu bệnh trên cây trồng sẽ giảm mạnh. Tuy nhiên, vẫn khuyến khích người dân không chủ quan, sẵn sàng các biện pháp phòng trừ và chăm sóc cho cây trồng, nhất là tại các vùng rau chuyên canh lớn trên địa bàn thành phố.